Chào anh em, hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách tạo một video short hết sức đơn giản nha anh em. Anh em nào biết rồi cho qua ha, còn em nào chưa biết xem tiếp video này nghe anh em. Bây giờ mở điện thoại vào ứng dụng YouTube nghe anh em, chọn ở đây để đăng video lên nè, chọn tạo một video ngắn, chọn ở đây để tìm video cần tải lên. Video tải lên phải tỷ lệ là 9:16 mới được nghe anh em, còn 16:9 tức là cái màn hình ngang á là không được. Xong rồi anh em chọn tiếp theo. Tiếp theo anh em đặt tiêu đề là phải có cái dấu thăng nè, rồi chữ short nè ở phía trước nghe anh em, cái này là bắt buộc phải có. Rồi anh em chọn tải lên. Anh em đợi chút cho video tải lên. Khi anh em thấy video có cái logo như thế này là đã thành công rồi nghe anh em. Bây giờ mình sẽ thay tài khoản khác để kiểm tra nghe anh em. Mình tải lên bằng cái kênh phụ nghe anh em. Rồi đây, video ngắn ở đây. Mình xin dừng lại cái nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ like nè, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào.